Sáng ngày 12 tháng 6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại thành phố Hà Nội, điểm cầu trung tâm, kết nối trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, cấp huyện trên toàn quốc. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Vĩnh Tường có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Đàm Hữu Khanh, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Cùng dự có các đồng chí thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện, ủy viên ban thường vụ huyện ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, trưởng các ban xây dựng đảng, văn phòng huyện ủy, trưởng các phòng, ban, ngành thuộc hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, bí thư, phó bí thư thường trực đảng ủy viên ban thường vụ thường trực đảng các xã, thị trấn, bí thư các chi, đảng ủy cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc huyện ủy. Báo cáo tóm tắt kết quả 2 năm triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, việc triển khai thực hiện kết luận số 01 được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Trung ương, Ban Tuyên giáo ở các tỉnh, thành trong cả nước. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kết luận số 01 được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Việc học tập chuyên đề toàn khóa và xây dựng chủ đề hàng năm phù hợp với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị trong cả nước. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, khắp các địa bàn trong cả nước được nhân rộng. Việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, xác định khâu đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề dư luận quan tâm được cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm. Đối với những vụ việc tồn đọng, kéo dài được dư luận quan tâm, các cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định. Việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân được quan tâm thực hiện kịp thời hơn, bảo đảm quy định. Kế hoạch triển khai, giải pháp hạn chế đơn thư, khiếu kiện vượt cấp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định đã góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện kết luận số 01 và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về xây dựng Đảng, tiếp tục tập trung thực hiện tốt 3 nội dung học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu và trở thành nền tảng, động lực tinh thần của xã hội. Tăng cường ứng dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, coi trọng các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo Bác, kịp thời phát hiện, tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm hay, sáng kiến mới, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, phê phán, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, nhà nước, chế độ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết nhằm phát huy cách làm sáng tạo, hiệu quả, siết chặt kỷ cương, kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời chấn chỉnh, loại bỏ tư tưởng bàn lùi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Cũng tại hội nghị, các đại biểu được xem vở kịch ngắn Đoàn kết là sức mạnh, viết về hình tượng Hồ Chí Minh, tham quan triển lãm thực tế ảo trưng bày mỗi kỷ vật một câu chuyện, sưu tập tặng phẩm Bác Hồ 1945-1969, và được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về học tập và làm theo Bác.